Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã trở thành một mối đe dọa trực tiếp đối với các nước phương Tây khi chúng đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các quốc gia này. Trước tình hình đó, vào ngày hôm qua, nước Anh đã quyết định nâng mức nguy cơ an ninh đối với nước Anh trước các thế lực khủng bố từ quan trọng sang mức nghiêm trọng. Đây là mức cảnh báo nguy cơ cao thứ hai trong 5 mức cảnh báo của Anh. Mức báo động mới có nghĩa là nguy cơ cao xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào nước Anh, mặc dù các nguồn tin tình báo chưa tiết lộ âm mưu tấn công cụ thể nào sắp tới. Còn Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, nhà chức trách sẽ ban hành một đạo luật mới cho phép dễ dàng tước hộ chiếu của những người ra nước ngoài tham chiến. Giới chức Mỹ và châu Âu trước đó đã từng nói rằng chính sách nới lỏng kiểm soát biên giới giữa các nước thành viên EU khiến cho việc lần tìm tung tích các cựu chiến binh nước ngoài từng tới Syria và Iraq để tham chiến khó khăn. Mỹ và châu Âu ước tính có tới 100 người Mỹ đã tham chiến tại Syria và Iraq, còn số người Anh cao gấp 4 đến 5 lần và hàng trăm người đến từ các nước Tây Âu khác.